Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức điện tử online cùng điện tử Tuyên Quang. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review với các bạn cái board này. Cái board này là các bạn chắc bạn đã biết là đây chính là cái board là khuếch đại âm thanh mà mình đã giới thiệu trong thời gian qua. Không giật đâu, giật mình thôi. Chứ nó không giật đây. Thì cái board này mình đã giới thiệu trong các video trước, đó là nó sử dụng hai con tip 41 và tip 42, sử dụng nguồn đối xứng là 12V. Thì nó khuếch đại âm thanh khá là khỏe. Thì bây giờ mình sẽ bật cho các bạn nghe thử một bài xem là nó có khỏe hay không. Chúng ta sẽ review cái mic này, rồi chúng ta sẽ nói vào vấn đề ngày hôm nay. Trước hết là chúng ta cứ chạy nguyên thủy của nó xem là bây giờ nó sẽ chạy ra dựng như thế nào. Đây. Có vẻ là máy với tốc độ RAM 512 W quá là mượt nên là mãi chưa rơi W xong. Chúng ta sẽ chơi cái bài à? Bài này. Rồi, mình sẽ bật volume này. Như vậy là chúng ta đang review thử. Nó kéo đang kéo cái con loa của chúng ta là loa bass 12. Như vậy là cũng không thấy có gì đặc biệt. Thì đặc biệt chúng ta bạn lên thêm tí nữa. Rồi. Có vẻ như là nó đánh nghe cũng được nhưng mà không hay ho cho lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ vào vấn đề ngày hôm nay. Chúng ta sẽ thử chế cái con này. Chế cái mạch này của chúng ta với hai con tip này. Thì một số thời gian qua có một số bạn kêu là cái mạch này về thì các bạn ấy kéo loa thì nó tèo tèo mạch, bởi vì là tèo hai con tip này. Thì cũng có một số lý do cơ bản và đơn giản, đó là con này của chúng ta thì nó hơi bị yếu. Nói chung là nó cũng hơi bị yếu. Bây giờ chúng ta sẽ chơi thử cái con sò to này vào xem là nó có ăn thua hay không. Thì để mà thay được cái cặp sò trên tay mình là cặp sò D718 và B688. Đây, B688 và D718. Bây giờ mình sẽ tháo hai cái cánh tản nhiệt này ra trước, sau đó chúng ta sẽ bắt cái cặp sò này vào. Chúng ta sẽ thay cho cặp tip 41, tip 42 này. Thì đây là cái mạch một kênh của chúng ta. Một kênh nên chỉ có hai con tip thôi. Nên là nếu mà bạn nào mà có mạch hai kênh ấy, thì các bạn cũng có thể thay cặp này vào. Thay cặp này D718 và B688 vào. Thì chúng ta thấy trên mạch chúng ta là có hai. Thì đây là con tip 42 và đây là con tip 41. Thì các bạn lưu ý ấy, là tip 42 đó là transistor thuận, nó tương ứng với con B688. Còn là tip 41 là transistor ngược và nó tương ứng với con D718. Bây giờ mình sẽ để cho đảm bảo là chúng ta khỏi nhầm, chúng ta sẽ tháo từng con ra một, bởi vì là trên vỉ chúng ta hình như là nó không có ghi cái số của con transistor, nên là nếu mà chúng ta không thật sự là thông thạo cái mạch này thì chúng ta sẽ có thể là nhầm. Nên là bây giờ để đảm bảo thì chúng ta sẽ gỡ từng con ra một và chúng ta sẽ thay từng con một. Bây giờ mình sẽ gỡ con tip 42 trước. Giữ. Đừng ăn xuống, ăn xuống, tụt. Chúng ta đang làm cái này, phẫu người ta gọi là phẫu thuật. Thì chúng ta đang cấy ghép nội tạng.
Hình như là cái súng thì nó bắt đầu nó tắt rồi. Cái này cho nó phong thủy. Rồi, mà mình đã gỡ được con típ 42 ra. Đây. Típ 42 bây giờ chúng ta sẽ thay nó bằng là con B688. Thì cái chân B688 nó sẽ hơi rộng ra một chút, thì chúng ta sẽ bóp nó gọn một chút như thế này. Tiếp theo là mình sẽ gỡ luôn con típ 41 ra và lắp con D718 vào. Đêm hôm thì nó không tắt. Chúng lại như kiểu phê nhiệt loa nhỉ. Có cắm điện đâu. Nó cắm điện đâu mà nó phình kìa. Như vậy thì B688 chúng ta gắn bên trái và D718 chúng ta gắn bên phải. Bóp trên vào một chút. Giờ các bạn bắt luôn một cánh tản nhiệt như thế này. Tại sao lại chúng ta lại bắt trước? Bởi vì là nếu chúng ta không bắt trước thì chỉ có thể khi hàn xong thì cái chân, cái lỗ ốc đầu chúng ta sẽ bị lệch và chúng ta vặn rất là khó. Chúng ta vặn trước thì chúng ta bắt là chúng ta hàn thì nó sẽ dễ hơn. Sẽ cất cả. Đây, cái chân nó dưới như thế này. Đây, B688 bên trái, D718 bên phải. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hàn. Đây, giữ đây để hàn cho anh em coi cận cảnh nào. Hút đi nữa, vẫn phải hút à? À nhầm, hàn. Giới thiệu với anh em, chúng ta có thêm hỗ trợ viên béo. Từ giờ sẽ đồng hành cùng kênh của chúng ta. Rồi. Các bạn xem, mối hàn quá đẹp, quá sắc sảo, khiêm tốn mà nói là như thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử xem là nó có chạy được hay không, hay là nó khói u. Thì mình cũng chưa làm trò này bao giờ. Hôm nay mình làm nghịch này. Sao lại đi ngoài em? À, có tín hiệu các bạn ạ. Có tín hiệu. Xem ra là không nghịch ngu rồi. Có một cái kết quả quá tuyệt vời. Có vẻ là nó khi chúng ta tay cặp lại vào nó đánh rất là chắc. Đây, vâng, và thưa các bạn thì cái cặp đây là chiếc áp chúng ta. Thì cái chiếc áp này lần trước mình đã hướng dẫn các bạn chế rồi. Thì đây chúng ta thấy là con mạch típ 41 của chúng ta đã được tiến hóa thành cặp B688 và D718. Nói chung là rất là rực rỡ các bạn đây. Thì mình sẽ thử lại một cái bài nhạc nào đấy cho nó thật là rực rỡ. Nghe cái bài này nó buồn quá. Nghe Buner à. Thank you.
Không có bài gì hay không? Sugar hoài Sugar. Đây, chúng ta sẽ test thử với bạn ạ. Tại nó vào luôn mình này chút. Vào luôn đây. Nghe rất là hay rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là ngoài cái việc hay ra ấy, thì có thể các bạn nghe cái cặp cái 41 nó vẫn hay. Nhưng mà nó cái khi chúng ta thay cái cặp BD688, chúng ta thay cái cặp B688 và D718 này bạn, nó sẽ có một cái ưu điểm đó là đối với cặp sò này nó công suất rất là khỏe, nó khỏe hơn cái con T41 nhỏ này của chúng ta khá là nhiều. Chúng ta chạy nó chỉ ấm ấm thôi chứ nó không nóng bỏng như kiểu là cặp T41 này, T41 bến 2 này, nên là nó sẽ cho được cái độ bền nó rất là tốt, thì nó sẽ đỡ cháy sò các bạn. Khi mà các bạn kéo loa bass 12 hay là bass 15 thì các bạn Civic MOD thêm hai con sò này vào, thì nếu mà các bạn có sò cũ các bạn sẽ thay ngay. Còn nếu các bạn mua mới nó cũng chỉ tầm khoảng 10.000 một con sò thôi, nó cũng không có gì là quá là đắt cả, mà sẽ giữ cho cái mạch của các bạn bền và tốt hơn. Chứ còn để mà đạt được hết công suất của cái hai con này thì cũng khó mà có thể đạt được, bởi vì là nó còn dựa trên rất nhiều yếu tố như kiểu là điện áp nguồn rồi dòng. Chúng ta sẽ bật thử rực rỡ lần cuối và chào tạm biệt anh em. Rất là rực rỡ. Rồi, xin tạm biệt anh em. Thì anh em nào thắc mắc là thời gian qua ấy, nếu mà cái mạch của các anh em mà muốn nó trâu bò hơn, nếu mà các bạn sử dụng mạch này mua của mình hoặc là mua của ai đó, mua của quán, thì các bạn có thể sử dụng cái trò này để nâng công suất của mạch lên. Thì nó cũng chỉ đắt hơn một chút thôi, nhưng mà mạch chúng ta có công suất rất là tốt. Bật rực rỡ thì nó chỉ ấm ấm thôi, tay vẫn có thể sờ được, chứ không còn đến nỗi là mẹ phải cho tay vào trong tay mà sờ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Nếu mà các bạn nào thích các kênh của mình thì nhớ ấn like và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.